Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Thì để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like và subscribe cho kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để mà nhận được thông báo mới nhất nha các bạn. Thì trong tập hôm nay mình sẽ tiến hành đi câu Pokemon ngoài biển nha. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái thuyền rồi nè. Chúng ta sẽ tiến hành đi ra cái vùng biển sâu các bạn ạ. Và mình cũng có chuẩn bị một cái siêu cần câu. Đây là cái cần câu loại xịn nhất luôn đó các bạn. Chúng ta sẽ đi ra cái vùng Deep Ocean nè, cái vùng biển sâu để mà câu cá nha các bạn. Rồi, tiến hành chờ nó thôi. Ở đây thì mình sẽ tiến hành chờ cho nó hiện mấy cái dấu chấm than lên mới được. Quá xịn luôn. Rattini. Ui, cái em Pokemon này mình tìm rất là lâu rồi các bạn ơi. Cuối cùng mình cũng đã câu dính nó rồi nè. Đây là cấp 1 của con Dragonite nha các bạn. Mình sẽ tiến hành bắt nó luôn. Con này nhìn level nó mới 22 thôi, nhưng mà khó bắt thật sự các bạn ạ. Ok, mình quăng luôn cái quả Diabon nè. Wow, vẫn không thành công các bạn ơi. Khó bắt vãi chưởng. Không sao cả, chúng ta có rất là nhiều bon mà. Rồi, tiếp tục là Diabon này. Wow, vẫn không được các bạn ơi. Trời ơi, không vấn đề gì. Có vẻ là rất là cứng đầu đây. Tiếp tục là Diabon luôn đi. Mình sẽ spam thật là nhiều Diabon trước nha các bạn. Sau đó mình sẽ được rồi nè. Yes, và cuối cùng đây, em Rattini đã được bắt rồi các bạn ạ. Quá xịn luôn. Còn gì bằng nữa. Rồi, mình sẽ đứng đây và tiếp tục câu tiếp nha. Chưa gì mà đầu video là thấy hấp dẫn rồi đó. Trời ơi, cái em mà tôi tìm mấy bữa giờ đó. Đây là con Lumineon các bạn à. Con này trong tập trước mình có bắt một con Shiny rồi nè. Trời ơi, à không, tập trước mình có bắt cái con Finneon chứ. Wow, chúng ta được mấy cái lát cá kìa, nhưng mà mình không có cần. Rồi, chúng ta lại câu tiếp thôi. Câu bằng Super Rod các bạn à. Cái con câu này nó tăng tỷ lệ rất là khủng khiếp luôn đó. Wow, được con Shellder. Trời ơi, con này tôi có rồi. Ok, mình sẽ câu tiếp ở đây luôn nha các bạn. Đó, tiếp tục chờ đợi và chờ đợi. Câu cá mà các bạn, phải kiên nhẫn lên mới được. Wow, chúng ta được một cái lát cá nè. Trời ơi, nó xịn nha. Rồi, trong đây mình đang chơi chế độ bình yên các bạn ạ, nên nó không có đói. Chứ sinh tồn là mình lấy rồi đó. Ok. Wow, lần này được cái con Lurdis nè. Trời ơi, con cá trái tim. Chúng ta sẽ tiếp tục các bạn ơi. Tiếp tục câu tiếp nào. Trời nó sắp sáng luôn rồi kìa. Ở đây chúng ta được một con Sea King hả? Trời ơi, một con vua biển các bạn ạ. Sea King. Nghe nó hấp dẫn nha. Vừa câu cá vừa đón bình minh luôn á các bạn ơi. Quá hấp dẫn luôn. Đây rồi. Zeolisen. Ui, con này mình chưa có các bạn ạ. Mình chỉ có một cái dạng màu xanh thôi. Và đây là dạng màu hồng nha. Đây là tiến hóa của con Realist đó các bạn ạ. Ôi ôi, hấp dẫn. Quá xịn luôn. Mình lại tiếp tục câu thôi. Brosit hả? Con này mình có luôn rồi. Đây là cái con cá sặc sỡ đó các bạn ơi. Trời ơi, và mặt trời nó vừa sáng lên luôn các bạn ạ. Ok, nãy giờ mình vẫn đang tiếp tục mình câu ở đây nè. Chúng ta sẽ câu tiếp. Finneon, lại là con này. Rồi, mình sẽ cho nó thành cá nướng luôn. Nó cho mình một cái Raymarine Shark nè. Khá xịn. Ok, chúng ta sẽ câu tiếp nào anh em ơi.
Tiếp tục kiên trì lên nào. À. Ồ đây đây, kinh ra các bạn ạ. À. Wow, cái con này là phải trade nó mới được nha. Nhưng mà ở đây mình câu cá được luôn nè. Ôi ôi, bác nó lẹ luôn mà quýt bo luôn nha. Wow, tính ra đi câu cá cũng có ít quá ta. Kinh ra, mình sẽ xóa tên nó nha các bạn. Lại thêm một em Pokemon mới vào Pokédex nữa rồi. Trời ơi, còn nhiều tiền hơn nữa. Để mình sắp xếp lại mấy cái quả cầu cái đã. Nãy giờ để nó hơi bị lộn xộn một phát. Rồi, cho quả Diamond lên trên đây nè. Đó, cho nó dễ sử dụng thôi các bạn ơi. À, chúng ta sẽ tiếp tục câu nữa nào. Hồi ôi, nó lại xịn luôn. Ồ, Grab hả? Con này mình có rồi. Ok. Họ nó cho mình cái lá sen kìa. Mình không có cần đâu nè. Không có cần đâu nha. Wow, dưới đây có khá là nhiều cái loại Pokemon. Nó bơi ở đây các bạn à. Ui, lại là cái con Proceed đây nữa nè. Con cá sặc sỡ này. Còn con gì khác nữa không? Trời ơi, nãy giờ chưa tới cái con mà mình mong muốn các bạn ạ. Ủa, được một cái ruby nè. Wow, đi câu cá cũng làm giàu được các bạn ạ. Câu được ruby luôn, trời ơi. Ồ, câu được một cái... Wow, một cái mảnh cá. Nghi ngờ là cái mảnh cá chết đó nha. Trời ơi. Wow, Ratini. Ui, lại nó nữa nè các bạn ơi. Ui ui, mình sẽ bắt luôn cái con này luôn nha. Trời ơi, còn gì tuyệt hơn nữa. Ratini. Wow, để coi thử lần này có bắt khó hơn cái lần hồi nãy hay không. Lần này mình sử dụng luôn cái quả Liverborn nha các bạn. Ờ, lần này thì gọn hơn rồi. Hai con Ratini. Wow, quá xịn cho một tập luôn. Còn gì tuyệt vời hơn nữa. Mình sẽ cố gắng mình câu tiếp các bạn ơi. Ồ, à cái con này Pokemon hệ độc nữa bạn nè. Hôm trước mình có tiến hóa nó rồi. Wow, không ngờ nó vẫn có thể câu được. Có khá là nhiều loại Pokemon chúng ta có thể câu được đó. Rất là xịn luôn. Rồi, chờ tiếp thôi nè anh em ơi. Cố chờ nào. Ui, ba dấu chấm than. Chúng ta được một cái Blue Shark nè các bạn ơi. Ôi ơi, khi đủ 10 cái Blue Shark á, chúng ta sẽ có thể tạo được một cái Blue, mấy một cái viên ngọc màu xanh các bạn à. Đó, cái viên đó để con đưa cái con Kyogre về cái thời nguyên thủy nha. Ồ, wow, mình vừa câu được một cái viên ngọc nè. Một cái pier. Ôi ôi. Ồ, Staryu hả? Con này mình có lắm rồi. Ồ, nó cho một ruby nè, cũng khá là xịn. Cái pier này nhìn nó lạ ta. Mình không có biết luôn. Nói chung là xịn là được rồi. Cầu tiếp nè anh em ơi. Ui, nãy giờ trời nó tối luôn rồi đó các bạn à. Ồ, Lantern. Con cá lồng đèn, con này mình có luôn rồi. Wow, câu từ sáng tới tối luôn. À đâu, câu từ tối hôm trước luôn chứ. Đây là con Wilfit hả? Ôi, giết nó đi. À, nó cho mình cá nóc nữa các bạn nè. Nhìn nó xấu phải chứ. À, chúng ta lại tiếp tục câu nữa thôi. Ồ, được một cái Blue Shark nữa các bạn ơi. Hai cái Blue Shark luôn. Trời ơi, quá tiếc rồi. Hình như ở nhà mình còn nữa các bạn à. Mình còn một hay hai cái Blue Shark nữa. Quá xịn, trời ơi. Câu cá có nhiều lợi ích đó ta. À đâu, đi câu Pokemon chứ. Dưới đây làm gì có cá mà chúng ta câu. Đây là Pokemon các bạn à. Ồ, Lurditz hả? Con này mình có rồi. Lurditz. May vậy nè con. Hay da, lại tiếp tục câu nữa thôi anh em à. Ồ, oh, Whammur. Ui, câu được cá voi luôn. Ui ui, họ nó cho mình da rất là nhiều da luôn nè. À, thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành thực hiện thử thách về những Pokemon hệ đá nha các bạn.
Tập hôm trước chúng ta đánh cái hội quán thời đá. Tập hôm nay mình làm thứ thử thách này luôn. Wow, được một cái quyển sách Enchant nè. Khá là xịn ha. Rare Morale hả? Không được rồi, mấy con này mình có hết. Thì hệ đá mình chỉ còn hai con nữa thôi các bạn à. Là con Onyx, con rắn đá và con Relicant. Hai con thôi. Thì hai con đó các bạn cũng đã từng thấy qua trong cái hội quán hệ đá rồi. Tập hôm hôm trước đấy các bạn ạ. Không hiểu sao họ có được rồi ơi, những Pokemon cực kỳ khó mà bắt luôn. Khó xuất hiện luôn các bạn ạ. Ôi ôi. Octillery, đây là con bạch tuộc nè. Dứt nó ngay. Ôi ôi. Thì tập hôm nay chúng ta sẽ cố gắng để mà bắt hai con hệ đá đó các bạn ạ. Chỉ có hai con thôi nhưng mà nó khó lắm. Ây rồi, Relicant. Lẹo cái lưỡi luôn. Ôi, nó xuất hiện làm tôi mừng quá. Trời ơi, con này nó đang tự gây sát thương cho nó các bạn à. Mình phải bắt nó nhanh mới được. Thôi, bắt nó nhanh thôi. Tiếp tục là dive bomb nha các bạn. Mấy con này nó ở dưới nước mà nên chúng ta cứ dive bomb mà xả thôi nha. Yes, thành công liền. Cuối cùng cũng xong. Rồi, Relicant. Xong rồi. Thì chắc mình câu cá tới đây thôi bạn à. Đã được một con Pokemon rồi. Các bạn thấy không? Kinh khủng chưa? Nãy giờ mới được một con hệ đá đấy. Và còn một con nữa. Đó chính là con Onyx nha. Rồi, chúng ta sẽ vứt cái cục cát này đi. Ok, mình sẽ dọn dẹp chỗ này lại một tí các bạn. Rồi, đây là thành quả câu cá nãy giờ của mình nè. Ôi ôi, hai cái blue shark và rất là nhiều đồ khác luôn. Ôi, quá xịn luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi truy tìm tung tích của em rắn đá Onyx nha. Wow, nãy giờ mình đang đứng chỗ vùng Mesa Plateau F M các bạn à. Mình đang đứng đây để mà chờ cái con Aaron này nè, nó sử dụng cái kỹ năng là đập đá nha các bạn. Nó đập ra được, đập cục đá này nó có cái con Aaron ở trong nè, các bạn thấy chưa? Đó, đây là một trong những cái external move, tức là những cái kỹ năng thể hiện ra bên ngoài các bạn à. Và cái skill đập đá đó chính là skill Rock Rock Smash nha các bạn. Ở đây thì mình đang chờ nó tiến hóa Mega lên luôn cho nó đẹp. Ôi ôi, quá xịn. Cái con Arin này á, mình khá là may mắn mà nó có skill Rock Smash này nè. Skill này chúng ta có thể cho nó học được nha các bạn. Mình đập ra được cái con Geodude nè. Geodude. Ôi ôi, chúng ta đang cố đập đá để mà ra rắn đá các bạn ơi. Ôi ôi, cái con rắn đá đó đó là cái tỷ lệ xuất hiện nó rất là khó chịu luôn. Nó đập đá nè, cái tỷ lệ xuất hiện nó rất là hiếm rồi nè. Và nó sẽ xuất hiện tại những vùng như là Mesa nè, Extreme Hill. Nhưng mà với cái độ cao cao nhất á là 70 thôi nha các bạn. Và những tất cả những nơi khác là 50. Hai cái nơi đó là chỉ độ cao là 70 thôi. Tức là nó sống ở dưới đất các bạn à, rất là thấp luôn. Ôi ôi. Rồi, hồi xong skill rồi nè. Chúng ta sẽ cho nó qua đây đập đá tiếp. Đập ra con Revealer nè. Ôi ôi. Đập ra toàn con gì không à, chưa ra được cái con rắn đá luôn. Ôi ôi. Khá là khó chịu đây. Chắc là phải rất là lâu các bạn ạ. Đúng rồi, cái cách tìm cái con rắn đá này nó cũng khá là đặc biệt ha. Đập đá để mà cho nó xuất hiện luôn chứ, đau đầu thiệt. Rồi mình sẽ chờ cho nó hồi xong rồi mình sẽ đập đá luôn nha các bạn. Đây mình sẽ đập cái cục này ra nè. Cho nó qua đây để cho nó đập. Đâu rồi, đi qua đây con. Đập cục này ra. Ra được cái con Aaron nè. Ôi ôi.
Đập đá nó không chỉ ra Pokemon nữa các bạn à, nhiều khi nó còn ra đồ nữa và ra những cái khoáng sản khác nữa đó. Khá là xịn luôn. Đôi khi nó cái cục đá nó sẽ mất, hoặc là đôi khi á, cái cục đá nó sẽ rớt ra lại cho chúng ta luôn. Cũng rất là xịn. Rồi, cứ cho nó mega lên anh em ơi, cho nó mega lên. Mình đang chờ cái skill Rock Smash nó hồi lại á. Nó đều có thời gian để mà cooldown hết các bạn ạ. Ôi ôi, Aaron hòa, wow, gà cực đẹp luôn anh em ạ. Mình khá là khoái con này. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng chờ một xíu đi, chờ coi thử cái con rắn đá nó có xuất hiện hay không cái đã. Chờ chay thôi anh em ơi. Legendary Machado nó đã xuất hiện nè các bạn à. Xuất hiện tại cái vùng Mesa Plateau FM luôn nè. Ôi ôi, quá đã anh em ơi. Thôi để mình sẽ sử dụng, à quên, mình sẽ chuẩn bị một cái đội hình thích hợp để mà đi qua thu phục nó cái đã. Ôi, Machado. Wow, để mình coi thử cái hình dạng nó ra sao nha các bạn. Em Machado đâu rồi, đâu rồi? Wow, nó đang tiến hành đi đâu kìa. Mày tính chạy hả con? Đây, mình sẽ lấy cái đội hình thích hợp ra nào. Đây là Machado các bạn ơi. Wow, đây là con legend đầu tiên mình thấy nè. Machado đầu tiên mình thấy đó các bạn ạ. Đó giờ mình cũng chưa có gặp em này lần nào hết. Mình sẽ lấy luôn cái con Charizard ra. Đó, để chúng ta cấu máu nó nha. Wow, mà mình cũng không biết nó thuộc hệ gì luôn. Có thể nó mang hệ Ghost các bạn ạ. Hệ ma đó. Rồi đúng rồi, nó mang hệ ma các bạn ơi. Mình xài skill Slash thì nó không được. Ôi ôi. Rồi, chúng ta sẽ run thôi các bạn ạ. Đó, mình sẽ lấy cái đội hình thích hợp ra coi. Charizard là không ổn rồi. Kẹo dẻo có ổn không ta? Để mình thử lại coi. Kẹo dẻo, ra nào kẹo dẻo. Wow, Machado này khá là cute các bạn ơi. Ôi ôi, nhìn nó dễ thương quá. Và nó cho mình một hit sắp chết luôn. Kinh khủng thiệt. Thôi chạy anh em ạ. Chắc mình sẽ lấy con khác ra đi. Như lấy con Salamin chẳng hạn. Salamin. Đâu rồi? Con này mới cấp 60 thôi các bạn ạ. Tha hồ mà cấu máu em Machado luôn nha. Mày chạy hả con? Mình sẽ sử dụng skill Pie đi. Xài mấy skill hệ bóng tối anh em ạ. Green nó đi. Wow. Ồ, may quá nó không cấu máu mình anh em ơi. Bây giờ mình có thể tha hồ mà Green nó tiếp tục rồi. Đó. Rồi. Green nó một phát nữa đi. Rồi, đủ rồi các bạn ơi. Đó, cấu được bao nhiêu đầy máu là quá tuyệt rồi. Chúng ta sẽ cố gắng bắt nó luôn. Đầu tiên là Whitbon trước nha. Ơi. Quá đã luôn. Lâu rồi chúng ta mới có cảm giác lại. Ôi ơi, Machado. Em này mình chưa bắt lần nào luôn các bạn à. Wow, nhìn rất là đẹp ha. Wow, Dust Ball không thành công rồi. Mình sẽ cố spam 5 quả Dust Ball trước đi. Đó, lúc nào mình cũng sẽ spam như vậy trước hết á nha các bạn. 2 quả đã không thành rồi nè. Chúng ta sẽ tiếp tục với 3 quả nữa nha. Cố lên. Wow, con này khó khăn ha. Tiếp tục cho nó 2 quả nữa anh em ạ. À, wow, trời nó mưa luôn rồi nè. Ui ui, khổ cực tôi chưa. Con này cấu máu cái con anti của mình khá là đau ha. Rồi tiếp tục. Ô, lần này lâu lâu rồi nè. Ui nhưng mà không thành công. Ui ui. Rồi đủ rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua quả Tamerborn luôn nha. Đó, giờ là thời khắc spam Tamerborn thật là nhiều nha anh em. Wow, cứng đầu quá ha.
Mày cứng đầu hả mày? Tiếp tục là Timerborn nha anh em. Yes, cuối cùng chúng ta cũng đã bắt được em Mashadow này rồi. Ôi ôi, nó lại rất là xịn luôn. Đây, Mashadow, để mình cho các bạn coi thử. Nó, đây nè các bạn ơi. Wow, khá là xịn, để mình coi kỹ năng nó coi. Wow, special tip hả? Có skill này khá là lạ ha. Wow. Nhìn nó nè anh em ơi, xịn chưa? Đây, cuối cùng cũng có thêm được một em gọi là Legendary hay là Mystical mới nữa rồi. Tiếp tục mình sẽ đứng đây và đập đá cùng con Garen nữa nha các bạn. Chúng ta sẽ nuôi hy vọng để mà kiếm ra cái con rắn đá Onisty. Nó đập cái cục này. Ra cái con Makago. Ôi, không xịn rồi. Mình sẽ chờ nó hồi lại skill các bạn ạ. Chờ hồi lại skill xong chúng ta sẽ đập tiếp. Wow, thời gian hồi khá là lâu. Khi đó thì mình sẽ cho nó tiến hóa Mega lên trước các bạn ạ. Mình cực kỳ thích cái hình dạng Mega của con này luôn nè. Xịn chưa? Rồi, hồi lại skill xong chưa? Xong rồi đập đá tiếp đi. Đập đá tiếp nè anh em ơi. Rồi con Aaron. Không xịn rồi. Để mình cấu máu nó đi. Và cái con Aaron này phòng thủ khá là trâu anh em ạ. Rock slide mày luôn nha con. Đó, cho nó lên Mega các bạn ơi. Nhìn rất là đẹp luôn. Rock slide đó nè. Ra là cái skill này là thả đá ở trên đầu xuống anh em à. Hình như là đá lửa hay sao á. Chính là cái skill này. Trời ơi, hèn chi. Rồi mình sẽ cho nó đập đá tiếp tục. Đập ra con Revealer này. Không được rồi. Mình sẽ cố gắng đập tiếp nha anh em ơi. Sau khi đập đá rất là nhiều lần cùng với em Aaron, mình vẫn chưa thu được cái em Onix anh em ạ. Bây giờ mình đã quyết định chuyển xuống hang để mà đập đá cho nó kín cổng cao tường. Đập ở ngoài kia nó nguy hiểm quá anh em ạ. Mưa gió lạnh lẽo phải chưởng ra. Ta chuyển xuống hang để mà đập luôn. Đây là cái nơi gần dung nham anh em ạ. Và gần dung nham á thì nó sẽ tăng cái điều kiện để mà xuất hiện cái con Volcanion nha. Một trong những cái con huyền thoại. Huyền thoại hay là huyền ảo gì đấy. Nói chung là mình đều gộp nó là một thôi. Hồi xong skill chưa? Đập ra cái con Rockin Rolla này hồi à. Không ổn rồi. Hay da, mày cứ phá tao đúng không? Rockin Rolla này. Con này lại nó lại còn nội tại một máu nữa anh em ạ. Cực khó chịu luôn. Rock slide nó luôn. Đó, xịn chưa? Vứt hai cục này đi. Mấy cục đá đó mình đâu có cần đâu. Rồi mình sẽ chờ nó hồi xong cái skill đập đá để chúng ta đập tiếp anh em ạ. Rock smash. Rồi xong chưa? Xong chưa để tôi đập nữa. Onix và cuối cùng nó cũng đã xuất hiện anh em ơi. Cấp 15. Đây là một con Onix cái các anh em ạ. Đập nãy giờ thì nó mới có kết quả đó các bạn ạ. Còn cái gì bằng nữa. Rồi, mình phải cố để mà thu phục nó mới được. Lần này thì mình sử dụng luôn cái quả Liverborn luôn nha. Và ở những cái nơi tối tăm như cái hang này nè, các bạn cũng có thể sử dụng những quả như là Dustborn đấy. Những quả cầu mà bắt trong bóng tối ấy, để mà tăng tỷ lệ nha. Nó rất là cao luôn đó. Em Onix. Cuối cùng cũng bắt xong anh em ạ. Đấy rồi. Onix hả mày? Trời ơi, biết bao nhiêu cực khổ. Rồi, hai con. Thế là mình đã thực hiện xong thử thách về những Pokemon hệ đá rồi nha các bạn. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đây là hai em Ratini của mình. Để mình coi thử. Đây, nó còn một con nữa nè.
Jellicent. Để mình cho bạn coi thử hai cái hình dạng của nó nha. Một con màu xanh, một con màu hồng đó. Con màu hồng hôm bữa về thử thách những môn với môn hạ nước á, mình tìm rất là khổ luôn. Mà bây giờ mình câu cá thì nó lại được. Hai con, một xanh một hồng. Đó, nhìn rất là dễ thương anh em ạ. Một cái một đực luôn. Ok, để mình coi thử con Ratini nào nó to hơn coi. Con này kích thước nguyên mẫu nè. Con này kích thước nhỏ. Ôi, vậy thì mình sẽ lấy cái con kích thước nguyên mẫu ra anh em ạ. Rồi, lấy con này ra thôi. Xịn nha. Để mình lấy luôn cái con nào Fittini ra luôn đi, để mà luyện nó luôn. Rồi, bây giờ chúng ta có thể đi qua cái hội quán thể bọ để mà luyện cấp được rồi. Cái con rắn đá Onyx đó các bạn ạ. Để mà nó tiến hóa thì chúng ta phải trao đổi với người chơi khác nó mới được đó. Nên mình chơi một mình á, nên mình không có trao đổi được đâu. Khá là buồn đấy. Tiếp tục đứng qua đây và luyện cấp em ơi. Khá xịn chúng ta luôn rồi. Luyện cấp nào. Phải cho các em Ratini đó tiến hóa lên cái con Dragonite luôn nha các bạn. Thử thách về Dragonite á, các bạn đặt cho mình rất là lâu luôn. Bây giờ chúng ta mới may mắn để mà câu được cái con Ratini đó. Đấy. May nè con. Wow, chưa gói con gì tiến hóa luôn. Căng dữ vậy. May nè con. Ôi ôi, học được Agility nè. Một skill cũng khá là ổn anh em ơi. Lydian hả mày. Forest Dress nè. Ôi ôi, mấy con này mình làm rất là gọn luôn anh em ạ. Và nó vẫn chưa chịu tiến hóa. Thôi cái con Ratini này nó cứng đầu quá ta. Sao mày cứng đầu quá vậy. Rose Ray nè. Mày nè con. Forest Dress luôn hả? Dứt nó luôn em ạ. Khá xịn. Wow, nãy giờ nó vẫn chưa chịu tiếng hóa luôn. Chúng ta sẽ luyện tiếp anh em ơi. Kiên trì là được thôi. Không có vấn đề gì hết. Những cái hiệu ứng skill ở trong đây nó chưa cập nhật hết anh em ơi. Ôi ôi. Như là lava plum đồ thì chả thấy đâu hết. Đó là đáng buồn. Hy vọng nhóm tác giả sẽ sớm cập nhật cho mình ha. Đó. Ây da. Flat hay eruption đi các bạn ạ. Khá là phân vân giữa mấy cái skill đó. Con magic cap kìa, cái con boss. Ôi ôi. Nhắc mới nhớ hồi nãy mình có câu được cái con Gyarados các bạn ạ. Kinh khủng thật, tôi đi câu Pokemon mà câu được con rồng đó luôn. Ôi ôi. Không thể tin được. Đúng là cái gì cũng có thể câu được anh em ạ. Đây, học được Dragon Tail nè và chúng ta đã chứng kiến được cái em này lên cấp rồi nè. Ratini của mình nó đang tiến hóa anh em ơi. Em rồng nhỏ nhỏ xinh xinh. Để coi nó sẽ tiến hóa lên trông nó như thế nào đây. Chà la. Nó dài ra các bạn ơi. Và đây là Dragonair nha. Wow. Cái đuôi khá là giống cái con rắn đuôi chuông ha. Mình sẽ đứng đây và tiếp tục luyện cấp nữa nha các bạn ơi. Tiếp tục luyện cấp anh em ạ. Cái con Dragonite nó còn cấp 55. Nó mới xuất hiện lận. Hay nói cách khác là phải luyện với con Dragonite á. Tới cấp 55 thì nó mới tiến hóa đó anh em ạ. Ôi ôi. Ngồi luyện nãy giờ nó đúng mệt luôn. Eruption đó ngay anh em ơi. Rồi rinh thôi. Bốc cái heo một phát. Trời nó vừa tối. Ôi ôi. Kinh khủng khiếp chưa. Cố gắng mà luyện cấp anh em ơi.
Latias. Ui. Oh my gosh, nó đã xuất hiện rồi nè anh em ơi. Lại thêm một con Legendary nữa, nó đã xuất hiện trong tập ngày hôm nay luôn. Wow. Rồi, để mình sẽ chọn cái đội hình thích hợp ra nào. Chắc mình sẽ lấy con Charizard này đi theo luôn quá. Trời nó mưa luôn. Các bạn thấy thông báo con Latias nó xuất hiện không? Ui ui. Ai da, hút 3 hả? Mình sẽ cho nó inbound ngay. Latias. Nó đâu rồi? Ở đây nó có một cái cổng qua thế giới Ultra luôn nè anh em ơi. Thì chắc thế giới đó thì mình sẽ qua trong một tập khác đi ha. Mình có qua một lần rồi nhưng mà vẫn chưa gặt hái gì nhiều. Đây, Latias nè. Rồi sao mà bị lặn xuống nước hả con? Nó không biết bơi các bạn ạ. Nhưng mà nó bị kẹt dưới nước rồi. Rồi mình sẽ cố gắng để mình cấu máu nó đi. Ây da, slash nó tiếp anh em ạ. Mình cấu được cũng khá là nhiều máu rồi đó. Slash nó một phát nữa đi. May nè con. Đủ chưa ta? Chúng ta sẽ chuyển qua con NT đi. Để mà tiến hành thu phục nó luôn nha. Đầu tiên sẽ là quả Whipborn rồi đó. Whipborn mà xả thôi anh em ơi. Tiếp theo chắc mình sẽ cho luôn cái quả Dive Bomb luôn nha anh em. Tại vì nó đang ở dưới nước nè. Trời ơi, Pokemon bay mà tự nhiên nó chui xuống nước làm gì để mà nó bị ngộp thở anh em ạ. Ôi ôi, mình phải cố để mình bắt nó lẹ chứ không là nó chết dần đó anh em ạ. Bắt luôn nè, Dive Bomb. Rồi mình sẽ spam trước 5 quả Dive Bomb nha. Rồi tiếp theo đó chúng ta sẽ tiến hành spam Time Bomb anh em ạ. Dive Bomb tiếp tục. Ồ, đằng này lâu quá vậy. Không thành công. Trời ơi. Nó hiện mấy cái ba chấm lâu lâu anh em ạ. Tiếp tục là một quả Dive Bomb nha. Wow, cũng không được nè. Rồi, vậy thì mình sẽ cho một quả nữa đi anh em ạ.
Nãy giờ spam Tamamon quá mệt luôn anh em ơi. Trời ơi. Tiếp tục một quả nữa nè. Nó vẫn chưa chịu khuất phục. Trời ơi, lì vãi chưởng ra. Và lần này, yes. Chúng ta đã bắt được con Latias rồi nè. Và đạt được cái thành tựu Plus Off luôn rồi anh em ơi. Trời ơi, quá là xịn luôn. Đó. Trời ơi, nãy giờ công sức của tôi anh em ạ. Mình cũng đã hết cái lượng Tamamon để mà đem theo luôn rồi hả? Hết lượng Tamamon dự trữ rồi. Để mình cho con Latias ra. Coi thử nó bay như thế nào anh em ạ. Wow, bay khá là trống nè. Wow, rất là phê luôn. Nhưng mà kích thước nó hơi bị nhỏ. Hình như là vậy anh em ạ. Để mình coi thử nào. Kích thước run hàng chi. Hàng chi nó nhỏ xíu. Hoopa thì cũng đạt cấp 100 rồi. Chắc mình sẽ thay thế cái con Pokemon thể bay. Một con Pokemon để mình di chuyển khác đó chính là con Latias này nha. Con này thì chúng ta có thể tiến hóa Mega được luôn đó các bạn ơi. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái hội quán hệ bọ để mà tiến hành tiến hóa cái con Dragonair này luôn nha. Cho nó lên cái con Dragonair mới được. Còn 3 cấp nữa thôi anh em ạ. Cố luyện 3 cấp nữa thôi. Lại những con quen thuộc này. Ôi trời, nó hết mưa rồi. Trời ơi. À và khi trời mưa gần những cái vùng biển Deep Ocean các bạn ạ, những vùng biển sâu á, nó sẽ có cơ hội để mà xuất hiện cái con Legendary Kyogre nha. Một trong những đối trọng của Groudon. Rất là ghê gớm luôn đó. Ok. Nhưng mà trời, nó hết mưa mất tiêu rồi. Tưởng mình may mắn mình gặp thêm một con Legend nữa thì ôi xong luôn đó. Rồi, 2 cấp nữa anh em ạ. Lâu vãi chưởng. Mày nè con. Ok, khá xịn hen. Lâu thật sự luôn đó anh em ơi. Đúng là cấp càng cao á, tầm trên 50 á thì nó sẽ cần rất là nhiều kinh nghiệm luôn. Chúng ta phải luyện rất là lâu mới lên được á anh em ạ. Nó vừa lên cấp nè. Wow, và một cấp nữa thôi là Dragonair nó sẽ tiến hóa luôn nha. Xem theo mình nghĩ là sẽ qua hai hiệp thách đấu nữa. Đó. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc cho nó nhanh luôn nào. Eruption nè. Rồi, một hiệp nữa anh em ạ. Một hiệp nữa thôi. Rose Ray nè. Mày nè con. Eruption luôn. Rồi, Eruption một phát nữa. Và em Dragonair của mình cuối cùng nó cũng đã tiến hóa luôn rồi các bạn ơi. Đây, thử thách mà nhiều bạn hẳn là rất là mong chờ đây rồi nè. Đó, tiến hóa Dragonair. Hay nói cách khác là sở hữu nó. Wow, em rồng cực kỳ đẹp luôn. Học được skill Wind Attack nè. Chắc mình sẽ thay bằng skill Dragon Tail này đi. Dragonair. Em này chúng ta có thể sử dụng để mà bay được nha các bạn. Tuy mập mập, mẩm mỉm dễ thương nhưng mà bay nó vẫn rất là nhanh nha anh em. Wow, cái cánh cực kỳ nhỏ luôn. Nhưng mà bay siêu vậy ta. Ok. Thì chắc tập hôm nay đến đây là xong rồi các bạn ạ. Để mình cho các bạn coi thử. Wow, con rồng này nó nhảy nhảy rất là dễ thương nè. Chúng ta sẽ đem cái con Machadow ra luôn nè. Đây, Machadow. Machadow và Latias ra luôn nha. Latias. Một tập với quá nhiều Pokemon xịn luôn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ ấn like fanpage của mình để mà nhận được thông báo mới nhất nha. Thì ngoài ra đừng quên comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye.